Chú ý nha, nhàn đứng như cái nhà. Chào cả nhà đang xem ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Cho Nhân xin gửi lời chúc đến cô dì chú bác ha, gần xa đang xem kênh của Nhân. Lời chúc sức khỏe, một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hôm qua Nhân có xin cái lộc của ông tà ông hôm nay ông không cho lộc nữa cả nhà ơi. Thôi cả nhà cũng đừng buồn nha, mà nói cả nhà đừng buồn nữa chứ Nhân thật sự Nhân rất là buồn, tại vì sinh hôm giống như sinh hôm qua thì bữa nay ông cho ra, cả nhà còn nhớ con 701 không? Thì hôm nay ông tà ông cho ra con 701 đại miền Bắc luôn cả nhà. Nhân mới sinh hôm qua thì bữa nay ông tà ông cho ra, hôm kia cái bữa nay ông tà ông cho ra, thì Nhân cũng xin lặp lại nha. Thì lộc tâm linh là không quá 3 ngày nha cả nhà, thấy không? Cả nhà còn nhớ con 53 không? Thì bữa nay bữa trước nhân sinh thì cũng ở ngoài mộ cổ người ta cũng cho ra đầu cả nhà, rồi qua bữa sau thì ngày hôm nay thì vẫn có luôn, bắt mình cũng vẫn có luôn. Thì Nhân cũng đã nói nhiều lần lộc tâm linh thì nó không quá 3 ngày là chắc chắn sẽ ra, và ra 1 lần như là 2 ba lô có khi ra đầu nữa nha cả nhà. Cả nhà nhớ lại của Nhân ha, lộc tâm linh nha. Thì hôm nay Nhân không sinh ông tà nữa, mà Nhân sinh ông thần tài thổ địa ha, lượm trong nhà quan nha. Trời ơi nay nặng quá rồi, em nói chuyện hết nổi luôn cả nhà. Thì hôm nay Nhân sinh đặc biệt là không không dựng chứng và cũng không sinh thuốc và cũng không sinh ở trên cái bàn cơ của Nhân ha, mà hôm nay Nhân sẽ sinh ở trên đây. Cái này là Nhân mới họa ra nha đó. Thì lúc trước á Nhân hay để cái trứng đây cả nhà, xong lấy cái nhang để lên rồi bắt đầu khấn, thì cái nhang bắt đầu tự động xây ha, rồi bắt đầu xây tới đâu thì mình nhìn theo con số đó, ai nhìn được số nào thì lộc, thì cả nhà mình ai có duyên thì sẽ nhận. Thì hôm nay cũng đã lâu, rất là lâu rồi, mấy tháng rồi Nhân không có xin quay nhang ha. Thì hôm nay Nhân xin ông thần tài thổ địa nha, quay nhang ha. Rồi lúc trước Nhân xin hay quay nhang cái nhà, Nhân xin là hay ngay chốc không á, ngay không á nha. Thì cũng đã lâu rồi, hôm nay Nhân trở lại, cũng có nhiều người kêu Nhân xin quay nhang đi, anh Nhân quay nhang đó anh quay là ra rất là chuẩn. Thì hôm nay Nhân sẽ để cái trứng gà lên đây ha, và để cái nhang lên rồi mình xây cái nhang tự quay, rồi cả nhà mình nhìn ha, coi cái lọc cái nhang quay tới đâu thì cả nhà nhìn theo ha, rồi mình hái lọc nghe cả nhà. Rồi giờ Nhân không linh tinh nữa, bắt đầu Nhân để máy lên và lấy cái trứng khắn một cái rồi để nhang lên rồi mình xin nha cả nhà. Tại dương thị dương cũng chứng minh ha, hôm nay là ngày 12 tháng 1 con nhút, chúc ông sinh cái lộc cái tài vào ngày 13 tháng 1 năm 2021, thì những gì số từ 09 cho con xin để cái chứng đây ha. Ông xin cái nhang để ông xây cho con xin được cái lộc ha. Rồi, thì bây giờ Nhân để cái trứng lên nha cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ lấy nhang, Nhân khắn cây Nhân để lên ha. Nhà mình xem ha, mình chú ý nha. Cái nhang lúc quay nha cả nhà.
Thì nhóm đầu đốt cái nhang nha. Nhân chú ý nha, nhân đứng nha cả nhà. Đây. Nhân xe cả nhà. Thì nãy nhân để cái nhang là cái đầu nhang thì ngay con số 0 ha, đích nhang thì con số 6. Hiện tại bây giờ cái nhang di chuyển qua con số 0, số 1 và hiện tại đầu nhang nằm số 2, đích nhang nằm số 7 nha cả nhà. Chú Duy tử thần ngày tại đất này ha, cái gì sơn thần ông tài dương địa dương ha. À, cảm ứng chứng minh cho con ngày hôm nay cho con xin được cái lộc cái tài ha. À, có cái lộc lớn con xin lộc lớn ha, lộc nhỏ con xin lộc nhỏ. À, con xây cái nhang con, nếu mà nhang số nào thì ông để yên đó và cho con chính xác vào ngày mai ha. Nhìn xây đi nghe nha. Hiện tại thì cái nhang đang nằm ở vị trí là nhìn gì thì con số 1 với con số 7, thì nhìn gì thì con số 2 với số 7 nha cả nhà. Thì cả nhà mình nhìn ha, nhân tạm thời không xây nữa, nhân mỏi tay quá nhân để xuống nha, nào xây thì nhân lấy lên quay cho cả nhà xem ha. À, bây giờ để gì ha, nhân thấy rõ không ha, giờ cầm máy mỏi tay quá cả nhà. Cái gian vẫn nằm yên vị trí cũ ha. Hiện tại thì cái nhang vẫn ở vị trí cũ. Nhẹ nhất kìa. Hiện tại cái nhang đang nằm ở con vị trí là con số 1 và con số 7 ha. 1 con số 7 nha cả nhà.
Thì em bây giờ là nằm ở vị trí con số 1, số 7 vẫn như vậy ha. Yên xe nghe. Thì lúc cây nhang rớt xuống thì cả nhà xem chú ý cây nhang nha. Con này đâu bay vô đây nữa. Con trùm. Con dế con gì vậy? Rồi. Thì cây nhang rớt xuống như thế nha. Thì lúc nãy ha, bây giờ tôi lặp lại ha. Cây nhang tôi để là ngay cái đầu nhang thì ngang số 0 rồi, ngang số 6. Thì cái nhang di chuyển qua số 1, số 2 ha. Thì cái nhang bắt đầu di chuyển lại thì con số 1 là cái đầu nằm ngay số 1, đích thì nằm ngay con số 7 ha. Thì vẫn nằm ở vị trí đó và sau một hồi thì cái nhang rớt xuống ha và chạm đất thì nằm ở vị trí con nằm vị trí đầu nhang thì nằm đang nằm ở vị trí con số 9 ha. Đó. Và đích nhang thì là con số 7. Nó nằm ở vị trí bên đây ha, nghe cả nhà. Thì theo nhân thì nhân sẽ lấy cái gì thì không biết, cả nhà lấy sao thì nhân không biết ha. Thì trăm người mười ý mà mình không biết được ha cả nhà. Thì bây giờ nhân sẽ lấy viết nhân quả lên thì cái theo nhân thì nhân sẽ lấy cái gì nha. Thì nhân đếm số công thì nhân sẽ lấy cái đầu nhang và đích nhang. Thì khi rớt xuống thì đầu nhang đích nhang thì nhân sẽ lấy con số 1 và con số 7 ha. Đó, nghe cả nhà. Đây để này ha, thì nhân sẽ lấy lại sẽ lấy thêm là từ con số 0 số 1 và số 2 ha. Thì cái nhân di chuyển qua con số 0 nè, con số 0 đây, số 0 số 1 và số 2 thì đích nhang là con số 7. Thì nhân sẽ lấy con 27 nữa ha, nghe cả nhà. Đó, thì cái nhà muốn nhìn thì cái nhà nhìn sau đó, cái nhà lấy sao mình lấy. Thì theo nhân thì nhân lấy theo gì ha. Đó thì lập nhân làm rồi để cho cả nhà mình tham khảo ha, xem giải trí ha. Đó rồi thì chúc, cho cả nhà ngày mai ha, có lộc có tài ở cung ông thần tài nô địa của dân ha, lượm trong nhà quan ha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, thương mến nhân. Thì xem video đừng quên ấn nút like, và ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha, để cập nhật những video mới của Nhân phát sóng hàng ngày trên kênh Nhân Trần TV. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà những video sau.